ăn đâu. Anh tìm gì vậy? Anh tìm khăn hả nè? Mẹ tìm khăn hả mẹ? Mẹ ơi, mình nhìn đây đi mẹ. Tắm đi rồi kia bếp đi. Come on. Come on. Mẹ. Khánh, tắm cho ai? Tắm cho Rosie hả? Rồi tắm này là mình nữa. Nhìn đi đi, gì tắm gì nhìn. Wow. Mẹ biết tắm không? Sống đâu? Nhìn đi mẹ. Khâu Anh ơi. Mẹ đây nè. Mẹ đang làm gì đó? Tắm. Tắm cho ai? Cho Rosie. Tắm cho Rosie hả?